Sáng ngày 23 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Lăng Chánh đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi và giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Tới dự lễ tuyên dương khen thưởng có đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện Hội Cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Năm học 2023-2024 được xác định là năm trọng tâm triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, là năm thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Lăng Chánh đã phát huy truyền thống 40 năm vẻ vang của nhà trường, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, giữ vững ổn định, không ngừng đổi mới và phát triển. Đặc biệt, trong các cuộc thi cấp tỉnh học kỳ 1 năm học 2023-2024, nhà trường đạt tổng số 47 giải trên tổng số 63 lượt học sinh đạt giải. Con số này tăng vượt bậc so với năm học trước cả về số giải và số lượt học sinh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, nhà trường đạt 14 giải, trong đó có 3 giải nhì, 2 giải ba và 9 giải khuyến khích, tăng 8 giải và tăng 8 bậc thứ hạng so với năm học trước. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, nhà trường đạt 1 giải tư. Tham dự hội khỏe phù đồng cấp tỉnh, nhà trường đạt 28 giải cá nhân và đồng đội trên tổng số 22 em học sinh đạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng và 16 giải khuyến khích. Lễ tuyên dương khen thưởng nhằm kịp thời động viên khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh năm học 2023-2024, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường trong thời gian tới, góp phần bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, giáo viên nhà trường đạt được trong các kỳ thi vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm học tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để đào tạo lớp thế hệ học sinh toàn diện cả đức trí thể mỹ, những con người tài đức vừa hồng vừa chuyên như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhà trường phải là một địa chỉ đỏ, nơi ươm ước mơ, sự sáng tạo, khuyến khích tài năng phát triển hướng tới khởi nghiệp thành công, là môi trường tốt nhất để các em học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức và thể chất để trở thành những công dân có ích cho xã hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để không ngừng khích lệ, động viên kịp thời các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đồng chí Lê Duy Thiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lăng Chánh. Nhà trường cũng đã tuyên dương khen thưởng 38 học sinh giỏi và 10 giáo viên có học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.